Kể từ khi trở thành một môn thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, môn giáo dục công dân đã được chú trọng hơn trong việc hoàn thiện nhân cách học sinh, bên cạnh việc trau dồi kiến thức. Môn học này cũng là một kênh tuyên truyền thông tin về pháp luật hiệu quả cho độ tuổi vị thành niên. Các giáo viên giảng dạy bộ môn này cũng đang dần phát huy được vai trò là một báo cáo viên tuyên truyền về pháp luật thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn. Anh gửi em tình yêu pháp luật, giấy nghĩa vụ gửi đến chiều muộn. Còn hai điều anh quên chưa kịp nói, em ở nhà tuân thủ và chăm ngoan, không vi phạm những điều pháp luật cấm. Thoạt nghe những vần thơ này, có lẽ không ít người lầm tưởng đây là một giờ học ngữ văn dành cho học sinh phổ thông trung học. Nhưng thực tế, đây lại là một giờ học môn giáo dục công dân với phương pháp dạy hoàn toàn mới, dùng thơ văn để phổ biến pháp luật. Đây là một sáng tạo trong công tác giảng dạy của thầy Nguyễn Hữu Quyết, giáo viên bộ môn giáo dục công dân của trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Pháp luật thì từ trước đến giờ mọi người luôn biết là nó rất là khô khan và nó rất là trừu tượng. Thế nếu như mà chúng ta sẽ không có cái phương pháp, không có cái hình thức hay là kỹ thuật về đổi mới phương pháp dạy học thì là học sinh sẽ rất là khó hiểu. Và chính vì vậy thì tôi quyết định lựa chọn chính là sẽ giáo dục pháp luật thông qua những cái bài ca dao dân ca hoặc là thông qua những cái bài thơ mà do chính tôi sáng tác để học sinh có thể tìm hiểu những cái nội dung về pháp luật hay là các cái bộ luật để dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong thời gian tới. Với những em học sinh phổ thông trung học, lứa tuổi mới lớn còn nhiều điều bỡ ngỡ với nhu cầu phát triển tâm sinh lý đầy xáo trộn, luôn bị hấp dẫn bởi việc khám phá cuộc sống, xã hội xung quanh mình, thì mức độ quan tâm và hiểu biết pháp luật đa phần vô cùng mơ hồ và hạn chế. Trước khi tiếp cận môn học thì những hiểu biết của em về pháp luật chưa rõ ràng và chưa xác thực ạ. Thực ra là em vẫn còn khá trẻ ạ. Thế nên là em cũng chưa quan tâm nhiều đến các quy định của pháp luật. Thì em chỉ được nghe qua báo đài, thời sự hoặc là nghe từ bố mẹ mình, các người lớn truyền lại. Chứ em cũng chưa được tìm hiểu rõ hơn là về pháp luật là như thế nào. Từ những khái niệm mơ hồ và trừu tượng như thế, các em học sinh lớp 12 đã được làm quen và tiếp cận những thông tin về pháp luật một cách sinh động, dễ hiểu hơn. Thông qua bài giảng tích hợp các điều luật vào những câu ca dao, tục ngữ đã rất quen thuộc, hay những bài thơ giàu vần điệu do thầy Quyết sáng tác. Đây cũng là một thử thách đòi hỏi sự nhanh nhạy, tính sáng tạo của người dạy. Thứ nhất là mình phải học hỏi đồng nghiệp, ở bên các thầy cô, bên chuyên môn ngữ văn là có những cái bài thơ nào hay là những cái bài văn nào liên quan đến cái nội dung về pháp luật, ví dụ như là hôn nhân gia đình, hay là pháp luật về môi trường, hay là pháp luật về kinh doanh hay không. Đó, nếu như không có thì lúc đấy mình sẽ sáng tác, mình sẽ dựa trên những cái cảm thụ văn học của mình và mình sẽ sáng tạo ra những cái bài thơ, sáng tác văn học, sáng tác thơ để cho học sinh có thể tìm hiểu nội dung. Tức là mình bước thứ hai là mình sẽ sử dụng những cái từ khóa trong phần pháp luật để mình xây dựng các cái bài thơ và mình lựa chọn các nội dung thơ để mình có thể là giảng dạy cho học sinh. Qua ca dao tục ngữ, thơ ca, thầy Quyết đã truyền tải rất nhiều nội dung pháp luật tới học sinh như khái niệm, cách nhận biết, áp dụng và tuân thủ pháp luật, các loại hình thi hành pháp luật, các quyền bình đẳng trong xã hội, luật hôn nhân gia đình, quyền bầu cử và ứng cử, quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội. Bởi vì là học qua sách vở, thế nên là điều đó khá là khô khan đối với bọn em. Tuy nhiên là các thầy cô ở trong trường đã giúp đỡ bọn em học pháp luật một cách dễ dàng hơn bằng cách là biến nó trở thành những câu văn, câu thơ hoặc là đưa nó vào các tình huống trong đời sống khiến cho bọn em hiểu rõ hơn. Cùng với đó là các thầy cô đã truyền tải cho bọn em một cách dễ hiểu nhất thông qua các bài giảng, các slide, hình ảnh một cách rất là cụ thể khiến cho bọn em cảm thấy là hứng thú hơn khi học pháp luật. Hiệu quả của nó so với kết hợp với văn thơ và pháp luật được nâng cao rất nhiều hơn ạ. Dễ nhớ, dễ hiểu và áp dụng vào ngoài đời sống, được hiểu biết sâu rộng hơn và có những kiến thức mới mẻ hơn ạ. Sau khi đã được học pháp luật thì em cảm thấy là đó là một điều rất là quan trọng đối với mỗi cá nhân và mỗi con người, bởi vì nó có thể áp dụng vào trong đời sống, giúp mình vận dụng hóa vào các vấn đề xã hội ngoài đời và không mắc phải những lỗi mà có thể khiến chúng ta phải chịu những án phạt. So với cách dạy truyền thống thì phương pháp tuyên truyền mới này giúp học sinh được bày tỏ quan điểm, ý kiến riêng, những kiến thức, hiểu biết cũng như hành động, nhận thức về pháp luật của các em
cũng được nâng cao hơn qua những bài giảng theo phương pháp mới, mang lại hiệu quả thiết thực cho các em trong đời sống hàng ngày.